chuyện về Vespa Sprint bắt đầu từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước với sự ra đời của Vespa 50. Một thế hệ Vespa đã thu được rất nhiều thành công ở châu Âu. Năm 1965, chiếc Sprint lăn bánh lần đầu tiên để rồi nó đã làm nên một xu thế thời trang mới cho những chiếc xe gắn máy. Sprint từng là hình ảnh của sự tự do, phóng khoáng, sự khao khát định hình nên một phong cách. Các bạn, tôi là Nguyễn Đức Việt. Hiện tại tôi đang là nhà sáng lập của WeTravel. Câu chuyện của tôi về chiếc Vespa nó cũng khá là dài. Tôi là một người thích cái đẹp, vì thế nên là Vespa là một trong những mẫu xe mà tôi rất là ưa thích. Lý do tôi sở hữu một chiếc Vespa nó cũng khá là dài. Nó là có một danh sách, đó là những điều phải làm trước năm 25 tuổi. Cái danh sách đó tôi làm vào hồi tôi vẫn còn học năm 3 tại trường đại học. Và một trong những điều phải làm trước 25 tuổi đó là sở hữu một chiếc Vespa. Thực ra thì quyết định mua xe tôi cũng rất là băn khoăn và phân vân rất là nhiều. Bởi Việt Nam thì thường ưa chuộng những mẫu xe đến từ Nhật hơn. Bố mẹ trong gia đình thì mọi người cũng khuyên là nên mua một chiếc xe thương hiệu Nhật bởi vì tính bền bỉ của nó. Nếu ai đó đã thích chiếc Sprint 2 kỳ ở đầu đèn hình chữ nhật cùng cốp sau vuông vức và vận hành mạnh mẽ, phù hợp với nam giới, thì thế hệ Sprint mới cũng không làm người dùng thất vọng. Thư hưởng hơi hướng thiết kế từ chiếc Vespa 946 được xem là siêu phẩm scooter, Sprint mới vẫn sử dụng khung thép được dập liền khối với những đường cong mềm mại ở phần đuôi xe và đèn pha lục giác cá tính. Khi mà Piaggio ra chiếc Vespa Sprint thì tôi rất là hào hứng bởi vì có sự mạnh mẽ, cứng cáp của một dòng xe dành cho nam. Một chút tinh chỉnh trong thiết kế của Vespa như là đèn vuông, tay sách sau ngắn và thấp, nhưng mà cũng đã khiến cho chiếc xe trở nên cứng cáp hơn rất là nhiều. Tôi rất là phóng khoáng, cảm giác tươi trẻ hơn rất là nhiều. Đặc biệt khi ra ngoài đường thì ngồi trên một chiếc xe đẹp, lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy mình rất là tươi mới. Khi mua xe thì mọi người cũng nói là Vespa là một mẫu xe đến từ châu Âu, rất là đỏng đảnh. Những mua sở hữu xe phải chăm xe rất là tốn kém, rất là tốn nhiều thời gian, công sức. Nhưng thực tế thì khi sở hữu chiếc xe rồi thì tôi thấy là nó không hề tốn kém và cũng không hề tốn quá nhiều công sức như mình tưởng. Khi sử dụng Vespa tôi khá là hài lòng bởi vì xe chạy rất là êm, hoàn toàn khác với cả những dòng xe trước như là Vespa LX hoặc là Vespa S khoảng độ năm 2010 đổ lại thì máy khá là ồn. Tuy nhiên đối với dòng Vespa Sprint 2017 hồi tôi mua là đã trang bị động cơ iGET, tôi thấy động cơ rất là êm, để nổ gần như không có tiếng động. Tiếp theo là cái việc bổ sung tính năng phanh ABS trên xe thì khiến cho chiếc xe trở nên an toàn hơn, đặc biệt là khi đi di chuyển vào trời mưa ở đường Hà Nội. Ngoài ra thì chỗ vị trí để chân lớn rất là thoải mái cho việc đi xa. Đó là những cái điểm mà tôi rất là ấn tượng về chiếc Vespa, cũng như cái việc là cái chiếc Vespa Sprint thì chiều cao nó nhỉnh hơn so với chiếc Vespa Primavera, nên là khi đó cái việc leo lề nó cũng khá là đơn giản, dễ dàng. Với các mẫu xe khác thì mọi người có rất nhiều cách để độ, ví dụ như là độ pô hay là độ vành. Tuy nhiên thì tôi rất thích cái vẻ đẹp cổ điển của Vespa, và đặc biệt là tôi rất ưa thích cái mẫu Vespa LXV, hay ở Việt Nam mình hay gọi là LXV từ ngày xưa. Vì thế nên là khi mà mua chiếc Vespa thì tôi quyết định là lắp thêm cái phần chở đồ đằng sau, kính chắn gió và cũng như bộ khung bảo vệ.